Quê từ nhưng sao lòng muốn khóc, trong 4 mét nhà thuê nhớ quê mà không ngủ được. Bình Dương hôm nay mưa, biết cha mẹ giờ đã ngủ chưa, mái tranh nghèo dột lá lưa thưa, con hay gọi về mỗi khi mưa. Ai cũng muốn về quê đoàn viên trong ngày giãn cách, nhưng lực bất tòng tâm khiến ai cũng thấy nao lòng. Là công nhân xa quê gánh trên mình là bao khó khăn, lo gia đình rồi tới miếng ăn nên khó khăn càng thêm chất chồng. Bây giờ không được về quê mới thấy thương cha thương mẹ. Bây giờ không được về quê mới thầm câu không ở đâu băng nhà. Bây giờ chỉ ngồi một góc, cha mẹ đang khóc khi thấy con trên này. Vì sợ con mình sẽ đổi nên có nhiều điều gửi lớn cho con. Bây giờ không được về quê mới nhớ mâm cơm gia đình. Bây giờ không được về quê mới thấy ra ai cũng yêu thương mình. Mai này nếu được về quê, ba má ơi con ở luôn quê mình. Cuộc đời vô thường ai biết nên trân trọng từng giây phút bên nhau. Có cha có mẹ có bữa cơm ngon. Về quê nếu được về quê, tôi sẽ cầm tay cha, tôi sẽ ôm lấy mẹ, nói không nên lời thầm cảm ơn trời. Đêm dài vắng lặng buồn thiếu tiếng gió lao sao dập dìu, con đường không còn một ai, con chỉ nghe tiếng cứu thương vang trời. Không còn tiếng cười tiếng nói, nhưng tiếng rao của lúc xưa đâu rồi. Bao giờ không còn giãn cách là lúc đó.